Đất dân mà tách thửa, phân lô bị ghét tao mà vẫn hút hàng phân lô tách nền băm nát đất nông nghiệp rồi phân lô bỏ hoang lãng phí là những cái thủ phạm đầu cơ thổi giá lùa gà hoặc là những dự án ma vân vân là những gì mà người ta gán tội cho phân lô bán nền và chúng ta phải thừa nhận á là có một bộ phận nhà đầu tư tách thửa trên những cái vùng đất nông nghiệp chuyên canh tự mở đường sau đó đội lốt những cái dự án nghỉ dưỡng sinh thái để mà bán và đây là các cái nền đất không phù hợp với quy hoạch khu dân cư thậm chí là có nhiều nơi thì không có đảm bảo về pháp lý sổ hồng riêng cho từng người mua cái ngược lại thì sự thật là các cái nền đất thổ cư vùng ven thì luôn luôn thu hút khách đây là các cái nền đất của hộ gia đình cá nhân tách thửa chuyển đổi lên đất ở và đảm bảo các cái yêu cầu pháp lý về chia tách nó hút khách bởi vì cái sự ưu việt như là số sẵn này bám đường công cộng lộ giới lớn sát khu dân cư hiện hữu diện tích rộng bởi cái lợi thế chiều dài thửa đất xây dựng tự do vừa làm nhà có thể làm sân vườn người mua được hưởng lợi tăng giá khi nhà nước cải tạo mở rộng đường còn đất nền vùng ven thì tài khẳng định là không bao giờ ế hết kể cả cạnh đó có cái dự án một trên năm dự án dù có hạ tầng đồng bộ bắt mắt thì diện tích khiêm tốn giá thành thì mét vuông rất là cao đường chỉ là cái đường nội bộ và có dự án thì bắt buộc phải xây dựng theo mẫu nữa dẫn tới là khó tăng giá và chỉ tăng khi nào dự án đông người xây nhà ở còn ven đô ven trung tâm thị trấn xã phường ven khu công nghiệp là những cái sản phẩm thanh khoản và tăng giá mạnh nhất khi mà thị trường sôi động thực tế thì đã chứng minh rồi bạn hãy tìm hiểu và đi trải nghiệm nhiều hơn các bạn nhé